Tiếp nối chương mục chính trị và đời sống là bài viết của tác giả Dương Quốc Chính với tựa đề Cây gậy và củ cà rốt được đăng trên trang Facebook cá nhân của ông. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi sau đây. Ông Dương Quốc Chính viết, điều mà mình nghĩ người Việt Nam thiếu nhất là dân trí chí chính trị, là tư duy độc lập có cái này rồi thì trước sau gì cũng sẽ có tự do. Giống như ngày xưa cụ Phan Chu Trinh cho rằng có dân trí, có tự cường được rồi thì sẽ có độc lập. Nhiều người nghĩ đơn giản là Cộng sản Trung Quốc sụp đổ là tự nhiên Việt Nam sẽ có tự do và sẽ có đủ thứ cao đẹp hệ quả phía sau. Vì thế mà họ hy vọng nước Mỹ hay cụ thể hơn là họ hy vọng vào Tổng thống Trump sẽ thay họ làm điều đó. Việc khai trí là khó, rất khó, giống như đem khu rừng ra khỏi cái đầu con khỉ vậy nhưng bây giờ là thời điểm có thể làm được mà vì có internet có mạng xã hội nơi mà tự do thông tin rất khó bị kiểm soát vấn đề là người ta có chịu đọc có chịu tự học hay không mà thôi còn việc làm cho trung quốc sụp đổ mình cho là khó hơn lên trời nhưng đâu cứ phải chờ trung quốc sụp đổ thì việt nam mới có thể có tự do làm cho Trung Quốc suy yếu đã là khó rồi, bởi vì Trung Quốc không có giống Liên Xô và Đông Âu ngày xưa. Do Trung Quốc ngày nay họ cố tình tạo một mối quan hệ chặt chẽ về kinh tế với phương tây, mà cái mối quan hệ này đó là do chính Mỹ, cả hai đảng, dân chủ cộng hòa của Mỹ, chính Mỹ là cái kẻ tạo dựng đầu tiên, thậm chí chính Mỹ dìu dắt để Trung Quốc giàu mạnh như hiện nay. Liên Xô và Đông Âu sụp đổ mà phương tây trả ảnh hưởng gì? do lúc đó thế giới phân hai cực hai bên gần như không có quan hệ kinh tế còn bây giờ doanh nghiệp trung quốc có mối quan hệ rất là sâu rộng với các nước phương tây chứ đâu phải chỉ có mối quan hệ sâu rộng với mỹ vì vậy nếu nền kinh tế trung quốc sụp đổ thì cũng sẽ tạo hiệu ứng sụp đổ dây chuyền khá lớn cho phương tây thế nên ông Trump đã không có nhiều đồng minh trong cuộc thương chiến Mỹ-Trung. Thậm chí ngay cả trong nội bộ nước Mỹ, nhiều doanh nghiệp cũng không đồng nhất quan điểm với ông Trump, dẫn đến làn sóng chống đối khiến ông Trump không thể tái cử. Bây giờ tôi nói đến việc một số nick Facebook cuồng Trump, đặc biệt là đội ngũ âm binh clone. Gọi là đội ngũ âm binh clone nghĩa là sao? Thân nhân không rõ ràng, rất ít tương tác ở tường Facebook cá nhân, thậm chí cái đội ngũ âm binh clone này đó thậm chí không có góp phần nâng cao dân trí mà lại còn gián tiếp làm ngu dân thông qua cái việc tung tin giả và tuyên truyền bôi nhọ nước Mỹ thông qua những cái bản tin giả đó. Nước Mỹ không có hoàn hảo, cũng như chẳng có nền dân chủ nào hoàn hảo cả. Trong các cái bản xếp hạng dân chủ thì các nước ở Bắc Âu luôn dẫn đầu từ hàng chục năm nay rồi. Nhưng dưới con mắt của phe hữu, mà nhất là phe nhóm cuồng trung đó, thì những cái nước Bắc Âu đó đó vẫn là bọn thổ tả, thậm chí là bọn cộng sản luôn. Từ đó phong trào chửi toàn bộ hệ thống chính trị nước Mỹ nở rộ. Nước Mỹ bao năm nay vẫn duy trì hệ thống chính trị ổn định của mình từ sau các cái tu chính án. Nhưng mà gần đây, dưới con mắt của phe Trump thì nước Mỹ trở nên thối nát, mục ruộng do quái vật đầm lầy và tàu cộng kiểm soát thậm chí đến ngay cả tối cao pháp viện, cái thành trì cuối cùng của sự công bằng và tự do cũng bị Trung Quốc mua chuộc và ngay cả cái tổng thống mới đắc cử cũng là con tin của Trung Quốc luôn. Mỹ sắp tiến lên chủ nghĩa xã hội trước cả Việt Nam và Trung Quốc nữa. Nói thẳng ra, đó là hành vi ngu dân và tuyên giáo là bên có lợi nhất. Người dân Việt Nam bây giờ trở nên hoang mang nước Mỹ khéo còn mục ruộng hơn cả Việt Nam. Có khi cuộc điện của Mỹ cũng sắp vượt biên về đến Việt Nam thật rồi đó. Ôi bác Phúc thật là đúng là tiên tri. Có mỗi bác Trâm là cứu nhân độ thế thì nay đã về làm người tử tế rồi. Kiểu này thì Việt Nam mới là cái kẻ phải canh giữ hòa bình thế giới. Chứ Mỹ không còn là sen đầm quốc tế được nữa bởi vì Biden do Trung Quốc giật dây rồi. Mình dám chắc là thời gian sắp tới đây, anh em tuyên giáo sẽ khuếch trương cái tư tưởng đó và bò đỏ sẽ đổi màu thành bò trùm. Các bạn cứ để ý mà xem, bây giờ thay vì chiến thuật biển bò đỏ thì là chiến thuật biển bò trùm tấn công vào Facebook của lãnh sự quán Mỹ bằng những ngôn từ vô học mà những cái ngôn từ vô học đó chính là đặc sản của bò đỏ lâu nay. Điều đáng nói là thế nhưng một số cái cones cuồng trùm á, một số cái côn cuồng trâm mà cái chữ côn ở đây á được hiểu là những cái leader, những cái anh em đầu đàn, những cái người mà được coi là dẫn dắt đám đông bởi vì họ có nhiều fan hâm mộ, họ có nhiều người theo dõi đó. Thì cái số lượng côn cuồng trâm này á lại lấy làm hí hững vì cái thái độ vô học của các đồng chí mình. Lẽ ra, nếu là người có hiểu biết, thì họ phải thấy xấu hổ vì cái điều đó chứ khi mà phải xếp chung hàng ngũ với một cái lũ vô học chứ hay tự do chửi bới mới chính là tự do ngôn luận. Để đánh giá một chính sách chính trị không phải là dễ đâu. À, vì nói chung không có chính sách nào tuyệt đối đúng. Mà đúng hay sai thì cũng tùy theo vào cái thời điểm, tùy vào cái hoàn cảnh. Về việc chống Trung Quốc, nhiều anh em hỉ hả khi thấy ông Trump ra mặt chống tàu nhưng tôi xin thưa rằng là chống tàu cái kiểu như thế còn chưa bằng ông Lê Duẩn. Bởi vì ông Lê Duẩn, ông còn đưa Trung Quốc là kẻ thù số 1 vào trong hiến pháp. Điều đó ông Trump đâu có làm được. Hơn nữa, ông Duẩn, ông còn duy trì chiến tranh nóng với Trung Quốc hàng chục năm. Trong khi Mỹ thì chỉ mới đánh nhau với Trung Quốc trong khoảng 3 năm chiến tranh Triều Tiên. Nhiều anh em cũng hỉ hả với cái thái độ đó của Lê Duẩn. Nhưng kết cục là gì? Việt Nam đã thua Trung Quốc tuy không bằng kết quả cuộc chiến mà trên mặt trận ngoại giao, phải chủ động xuống nước để làm thân, tương tự như Liên Xô ngày trước khi sụp đổ vậy. Cái thời đó, đó Liên Xô cũng chống Trung Quốc như vậy. Việt Nam phải sửa hiến pháp, phải bỏ cái câu thù địch kia ra, rồi phải thay vào đó là bốn tốt 16 chữ vàng vẫn ra rã ra rã. Nhưng theo cái kiểu là vừa hợp tác vừa đấu tranh còn nước mỹ chính sách đối đầu bằng cây gậy chắc chắn cũng bị xóa bỏ thay vì củ cà rốt về bản chất đó mỹ đã thua mà nói một cách chính xác hơn là ông trump đã thua trung quốc với cái cuộc chiến vỗ mặt hiện nay đó chưa rõ ông biden có duy trì một cuộc chiến với trung quốc theo cái cách nói của việt nam là vừa hợp tác vừa đấu tranh hay không cá nhân mình thì tức là cá nhân của ông dương quốc chính thì cho là vẫn có ông biden sẽ không thể xóa bỏ toàn bộ di sản của ông trump mà sẽ vận hành nó theo một cách khác cây gậy và củ cà rốt luôn là giải pháp song hành của mỹ khi đối ngoại chẳng có cách nào là tuyệt đối đúng cho nên đừng có vội vàng phán xét và chửi bới hãy chờ qua cái giai đoạn trăng mật cái đã dù thuộc phe nào thì cái tố chất cơ bản nhất vẫn phải là tôn trọng sự thật và phải biết xấu hổ khi tung tin giả, biết xấu hổ khi đồng chí của mình là lũ cuồng và cư xử vô học. Trước khi đấu tranh cho tả hay hữu thì hãy đấu tranh cho cái đúng đi đã. Điều mà người Việt đang cần hơn cả bây giờ đó là nâng cao dân trí chí chính trị chứ không phải là coi coi tổng thống Mỹ thuộc phe nào.